Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đã tổ chức hội thảo chuyên đề trí tuệ nhân tạo của Google do Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiệp, Tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính, cố vấn chuyên môn khoa học công nghệ thông tin, thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo của trường chủ trì. Đến với hội thảo, sinh viên được cung cấp những kiến thức về chiến lược và thành tựu gần đây của Google về trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence, AI, cũng như hiểu rõ hơn về lịch sử, khái niệm cơ bản về hệ thống AI, tiềm năng ứng dụng của AI, từ đó giúp sinh viên có thêm động lực để học tập, nghiên cứu và sẵn sàng cho kỷ nguyên AI mới trong thời đại công nghiệp 4.0. Là trường đại học tiêu chuẩn giáo dục Hoa Kỳ, SIU thường xuyên tổ chức những hội thảo cập nhật tri thức hiện đại và mới nhất dành cho sinh viên. Không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, sinh viên của trường còn được tạo cơ hội trải nghiệm thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai.